Cô sẽ tổng kết điểm này cho các bạn. Bạn nào đăng bài và đã có thực hành mà chưa đăng bài thì bây giờ các bạn đăng lên giúp cô nha. Chụp tất cả các bài của các bạn là 4 bài ha. Hôm nay mình sẽ có một bài nữa là 5 bài. Rồi các bạn đăng lên và theo cái hướng dẫn của cô, theo đúng cú pháp của cô để cô ghi nhận điểm cho các bạn. Thì cuối khóa để xem là 3 bạn xuất sắc nhất thì sẽ được 3 cái phần quà. Món những cái phần bút, mà những cái bộ bút của các bạn được nhận là cô tin chắc là các bạn sẽ vẽ mind map cực kỳ đẹp luôn. Được không nào? Rồi, như vậy thì hôm nay mình sẽ thực hành vẽ mind map một cái chủ đề tiếng Anh thôi các bạn ha. Các bạn cho câu hỏi là trong lớp mình có bạn nào yêu thích môn tiếng Anh không? Yêu thích môn tiếng Anh và các bạn mong muốn được học mind map để có thể ứng dụng trong cái việc học tiếng Anh à? Bạn nào mong muốn thì gọi giúp cô chữ M nha. Muốn chữ M. Gõ M sao gõ số 6 không vậy con? Rồi, ok. Có rất là nhiều bạn thích tiếng Anh đúng không? Vậy thì khi mà các bạn học tiếng Anh, bữa giờ mình học mind map, mình có vẽ bài nào tiếng Anh chưa? Chưa có. Cô thấy Thi Ngân lắc đầu. Có bạn nào vẽ được một bài mind map bằng tiếng Anh chưa? Bạn nào có thì ghi chữ cờ xem nào. Có bạn nào đã vẽ được một bài mind map bằng tiếng Anh chưa? Lớp mình có không? Có giơ tay nè. Có giơ tay cho cô nha. Giơ tay. Chưa. Thế là các bạn có tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài và chủ đề của mình là tiếng Anh đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cần phải vẽ một bài mind map bằng tiếng Anh. Được không nào? Nếu mình vẽ được cái bài mind map bằng tiếng Anh, mình trình bày được bằng tiếng Anh nữa thì cơ hội của mình sẽ cao hơn đúng không? Thì mình sẽ thực tập ngay từ bây giờ ha. Thầy Phong thì cô thấy là bên tâm chiến lực chưa có yêu cầu các bạn vẽ mind map bằng tiếng Anh, nhưng mà có trình bày bằng tiếng Anh rồi, nhưng các bạn vẫn đang vẽ vẫn đang sử dụng cái mind map bằng tiếng Việt và trình bày bằng tiếng Anh đúng không? Nhưng mà nếu các bạn rèn luyện ngay từ bây giờ, các bạn có thể vẽ một bài mind map vừa tiếng Anh và vừa có thể trình bày bằng tiếng Anh luôn. Các bạn có mong muốn làm được điều này không? Rồi, cô thấy rất là nhiều bạn thích đúng không? Các bạn nào mà đang ở trong phòng á, các bạn mở camera lên để chúng ta cùng tương tác với nhau ha. Cô muốn nhìn thấy gương mặt của tất cả các bạn ở trong phòng mình để nhìn, để mai mốt mà các bạn nào lên thi 5 phút thuộc bài, cô cần thấy bài của các bạn, cô cần ủng hộ các bạn, like giúp các bạn, chứ các bạn không có thấy, cô không thấy mặt nên là cô đâu có like giùm các bạn được, đâu có biết ai đâu, đâu biết con nhà ai đâu ha. Bây giờ biết con nhà mình mới like chứ ha. Rồi, Bảo Tiến nè, Tiến Bảo à. Tiến Bảo mới mở cam lên nè. Rồi. Hôm nay mình sẽ học một cái chủ đề. Chủ đề tiếng Anh của mình hôm nay cũng sẽ rất là quen thuộc với các bạn thôi. Mình chủ yếu là mình học để mình có thể luyện tập mind map ha. Còn để có thể ứng dụng cho môn tiếng Anh đó, thì mình sẽ ứng dụng trong việc học từ vựng ha các bạn ha. Các bạn học từ mới á, thay vì các bạn phải ghi như ở trường là cô ghi lại, ví dụ như là bus 2 chấm, xe bus, car 2 chấm, xe hơi. Thì các bạn thấy ghi chép như vậy nó chán không? Rất là chán đúng không? Rồi, nếu như mà bây giờ mình vẽ một cái bài mind map mà mình tóm tắt lại cái từ vựng, ví dụ như từ vựng của bài học hôm đó, hoặc là từ vựng của một chủ đề nào đó, để mình gom lại và mình có thể học cho nó dễ đúng không? Khi mà các bạn học á, tiếng Anh các bạn có nhiều từ vựng liên quan, các bạn gom lại thành một chủ đề, thì khi các bạn học thì các bạn sẽ học được rất là nhiều từ đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng mind map để mà tóm tắt bài học của mình, hoặc là mình sẽ học từ vựng thôi các bạn ha. Thì sẽ có nhiều cách. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ mình không phải tóm tắt bài, tại vì mình sẽ tóm tắt bài sau khi mình nghe một cái video bằng tiếng Anh thôi các bạn ha. Các bạn nào có thể nghe được video bằng tiếng Anh không? Một cái video này rất là dễ thôi, cô nghĩ là bạn nào cũng sẽ nghe được ha. Thì mình sẽ nghe xong, sau đó mình vẽ lại những cái từ vựng mà có ở trong cái video đó ha. Được không nào? Rồi, cô mời các bạn là các bạn hãy sẵn sàng và các bạn ngồi lên bàn ha, lấy giấy bút ra. Sau khi mà cô cho các bạn xem cái video, các bạn sẽ trong khi mà các bạn xem video, các bạn ghi chú lại cái từ khóa nha. Các bạn ghi chú lại từ khóa để một hồi mình vẽ, chứ hồi là mình vẽ mình không biết mình ghi chữ gì lên đó. Được không? Các bạn ghi chú lại từ khóa, rồi sau đó là cô với lại các bạn sẽ thực hành vẽ ngay trên lớp, được không nào?
Các bạn nào đã sẵn sàng thì gõ chữ S giúp cô nha. Rồi các bạn nào đã sẵn sàng thì các bạn mở camera lên nha. Cô năn nỉ luôn á, để nhìn thấy gương mặt các bạn nào. Tự tin lên, không có sao hết. Rồi, bây giờ cô sẽ mở cho các bạn xem một cái video nha. Lưu ý là mình sẽ xem video và mình ghi lại từ khóa giúp cô nha. Rồi, cô sẽ xem màn hình cho các bạn nha. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Giấy bút, bút cầm trên tay nha. Mình sẽ cần phải sẵn sàng để mình chỉ nghe một lần thôi ha các bạn ha. Tại vì mình sẽ còn thời gian để mình thực hành nữa. Nếu mà nghe nhiều quá thì mình sẽ không có thời gian. Các bạn test nếu mà không thấy âm thanh mà không nghe rõ thì các bạn nhớ là giơ tay vẫy vẫy như vậy nha, để cô thấy nha. Nếu mà âm thanh ok rồi thì thôi ha. Rồi. Hi everyone, today it's time we learn about ground transportation. Các bạn nghe âm thanh như vậy có rõ chưa? Hơi nhỏ. Để cô mở tiếng lớn lên nha. Here's a bike. It has two wheels and we can move it by using these pedals. You can ride around the city with it or bike up a mountain. Rồi, các bạn cho câu hỏi âm thanh như vậy là rõ chưa vậy? Ok chưa? Các bạn nghe được không? Được rồi ha. Rồi cô mở nha. Cô mở lại cho các bạn nha. Hi everyone. Today it's time we learn about ground transportation. Here's a bike. It has two wheels and we can move it by using these pedals. You can ride around the city with it or bike up a mountain. Here's a motorbike. It also has two wheels, but they are powered by a motor. A motorbike will whiz you around the city much faster. Don't forget to wear a helmet. This is a car. It's one of the most popular. It has four wheels and can fit your family. Let's go for a drive. Here's a van. It's similar to the car, but the trunk is much bigger. You can fill it up with things. This is a bus. Once you get on, the driver will take you and up to 50 more passengers. Let's go. This is a truck. It's used to take merchandise from one place to another. Let the adventure begin. Here's a train. It's pulled by a locomotive and connected with wagons. It needs tracks to ride on and pick up speed. It can go really fast. Let's review what we have just learned. Bike. Motorbike. Car. Van. Bus. Truck. Train. Great! Hi everyone! Today it's time we learn about water transportation. A boat is mostly used in shallow water. A ship is bigger. It is used in wide rivers and seas. It can transport people or goods. The person in charge is the captain. Motorboats are small and are mostly pumped with air. They have a small motor and are quite light. They can be used in rescues.
Canoes are long and can fit very few people. You can move it along using the paddles. Careful, don't fall off. Sailboats are boats that move thanks to the wind in their sails. Pirates used to travel in these. Fun! This is jet ski. It's used to move very fast around the coast. It fits one or two people. What about deeper down in the sea? We have submarines. It can travel underwater for months. This is a cruise ship. They're the biggest boats on the planet. They can travel very long distances. They usually transport goods and people. Let's review what we have learned. Boat. Ship. Motorboat. Canoe. Sailboat. Jet ski. Submarine. Cruise ship. Nicely done, sailor. Hi, everyone. Today it's time we learn about air transportation. This is a plane. It's really big and has been designed to travel long distances. We could go from London to Hong Kong and have a trip around the world. This is a small plane. It can only fit a small number of people. It can fly lower and closer to the ground. Here's a helicopter. It is able to fly thanks to its big propeller. It is placed just on top of the cabin. We use it when we need to rescue someone or when we want to move very fast from one place to another. This is a hot air balloon. It uses a gas that helps it fly. The passengers will travel in the basket. And last but not least is the rocket. These are designed to fly outside the Earth's atmosphere. Astronauts use them to go to the moon. They go super fast. Let's review what we have just learned. Plane. Small plane. Helicopter. Hot air balloon. Rocket. Great. Which was your favorite? Rồi các bạn có nghe được không nào? Bài mind map này các bạn thấy là các bạn nếu như mà mình vẽ một bài mind map mà toàn bộ như hồi nãy tới giờ là mình sẽ vẽ bao nhiêu nhánh, bạn nào biết? Cho cô biết. Nếu như mà vẽ mind map tóm tắt lại cái video này á, mình sẽ vẽ cái bài mind map này bao nhiêu nhánh và tên của mỗi nhánh là gì ha? Cô mời Thiên Ân nha. Cô vẽ ba nhánh. À rồi. À Thiên Ân cho cô biết là tên ba nhánh là gì nào? Cô nhánh thứ nhất là về các loại xe, nhánh thứ hai là về các loại tàu, nhánh thứ ba về các tên lửa. À ok, mình sẽ vẽ mind map bằng tiếng Anh cho nên mình sẽ sử dụng từ khóa tiếng Anh thôi các bạn ha. Từ khóa chủ đề của mình là gì các bạn? Từ khóa chủ đề của mình là gì? Các bạn vừa xem xong cái video này nói về chủ đề gì đây? Cô cảm ơn Thiên Ân nha. Cô cho Thiên Ân 10 sticker. Rồi một bạn cho cô biết là từ khóa của mình cho chủ đề tên gọi là gì? Cô mời Như Quỳnh. Cô là ba chủ đề. Một chủ đề là ground, chủ đề về mặt đất. Thứ hai là chủ về mặt nước, water. Thứ ba là về air, không khí. Rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Vậy thì tên chủ đề này là gì con? Tên chủ đề á, là cái hình trung tâm của mình á, là gì? Cô là ground, water and air. À, đó là tên của ba nhánh đúng không? Tên của ba nhánh. Còn bây giờ tên của cái hình ở trung tâm á, mình sẽ để cái gì nào? Tóm tắt cái bài này là nói về cái gì? Tất cả những cái đó được gọi chung là gì con? Gọi chung không. Rồi cô cảm ơn Như Quỳnh nha. Không sao hết, Như Quỳnh vẫn có giơ tay là mình sẽ được
10 sticker. Cô mời một bạn nữa nha, một bạn nữa bổ sung giúp cô là tên của chủ đề này bằng tiếng Anh là hồi nãy giờ mình đang nói là tên gì vậy? Bạn Kim Chi giơ tay thì bạn Kim Chi mở cam lên cô mới mời được nha. Cô mời Hà Trang. Rồi, cô mời Hà Trang nha. Thầy còn nghe ra câu hỏi của cô. À, con chưa nghe rõ mà con giơ tay khí thế luôn. Tên chủ đề của mình là gì con? Mình sẽ vẽ gì trong cái chủ đề tên gì? Tìm. Con chưa biết đúng không? Không sao hết, cơ hội vẫn còn cho các bạn còn lại nha. Cô mời Bảo Quyên. Dạ thưa cô là phương tiện. À mình đang học mind map tiếng Anh cho nên là mình sẽ vẽ cái gì tên tiếng Anh. Tiếng Anh là gì con? Phương tiện. Phương tiện giao thông. Cô mời Mi Ngô. Rồi Mi Ngô giơ tay rất là nhiệt tình. Rồi Mi Ngô chắc chắn là rất là giỏi tiếng Anh này. Dạ thưa cô là tiếng ở giữa trung tâm chúng ta sẽ viết chữ English. Chữ English hả? Mình đang nói về các cái phương tiện giao thông mà, nhưng mà mình ghi mình đang vẽ bằng tiếng Anh á, con hiểu không? Chứ không phải là mình ghi cái chủ đề là tiếng Anh. Mi Ngô hiểu ý cô. Cái là tên chủ đề của mình là các phương tiện giao thông, mình sẽ ghi cái tên các phương tiện giao thông bằng tiếng Anh. Hồi nãy trong đó có nói mà, trong cái clip có nha. Mi Ngô có câu trả lời không? Rồi không sao hết. Cô mời một bạn nữa cho cô biết tên chủ đề này. Cô mời Giang Huy. Rồi Giang Huy bật mic nào. Dạ thưa cô là giữa trung tâm ta viết là transportation. Hay quá. Đúng rồi, Giang Huy đã có câu trả lời rất là chính xác. Chủ đề của mình là các thiết bị giao các phương tiện giao thông đúng không? Nghĩa là transportation. Và mình sẽ có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất là các phương tiện trên mặt đất, ở trong đó người ta gọi là rail đúng không? Rail transportation. Rồi water là các loại tàu thuyền, và các loại máy bay bay ở trên là air ha. Mình sẽ có 3 nhánh. Rồi cô cảm ơn Giang Huy nha. Giang Huy rất là xuất sắc luôn. Giang Huy sẽ có 10 sticker. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mình khi mà mình thực hành vẽ đó, một là các bạn sẽ vẽ một bài mind map mà nó có ghi 3 nhánh này luôn. Nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ vẽ một cái bài mind map tóm tắt cả bài ha. Ở đây trên lớp cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một nhánh là vẽ về ground mặt đất, về các thiết bị trên mặt đất. Nếu như mà các bạn về nhà các bạn vẽ thêm giúp cô một cái nữa là thiết bị tàu thuyền, một cái nữa là về bây giờ các bạn bình luận đi, nếu mà các bạn muốn là muốn vẽ cái nào, ví dụ trong ba cái, một cái là ground, cái là water, cái là air, các bạn muốn là mình bữa nay mình sẽ thực hành ngay trên lớp tại vì mình không có đủ thời gian các bạn. Nếu mà các bạn mình có đủ thời gian cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ luôn cả một cái bài này, hoặc là cô sẽ đăng lên cho các bạn tham khảo. Bây giờ các bạn bình luận giúp cô coi là các bạn mong muốn là sẽ thực hành cái phần nào nào, ground, air hay là water. Mình sẽ vẽ một cái bài mind map tóm tắt về các phương tiện trên mặt đất hay là dưới nước hay là ở trên trời nào. Cô coi các bạn nào mong muốn là vẽ cái gì nào. Water. À, các bạn hay là các bạn muốn vẽ hết? Các bạn muốn vẽ hết không? Các bạn có ghi được hết từ khóa ở trong các cái chủ đề của mình không? Bạn nào mong muốn vẽ hết thì ghi giúp cô chữ all. Còn vẽ một nhánh nào thì ghi nhánh đó để cô xem là các bạn mong muốn là mình sẽ được học cái gì nào. All. À các bạn ghi chữ O hả? À là các bạn muốn vẽ hết cả bài mind map này đúng không? Như vậy thì chắc là mình sẽ lố giờ đó. Rồi mình sẽ vẽ nha. Những cái còn lại nếu mà các bạn cô hướng dẫn các bạn sẽ tự vẽ được. Rồi bây giờ các bạn lấy giấy ra. Nếu như mà các bạn muốn vẽ một bài mind map này mà hết cả YouTube này, các bạn phải sử dụng giấy A3. Các bạn sử dụng giấy A3 nha. Còn giấy A4 nhỏ lắm, các bạn không có vẽ đủ đâu. Do là khi mà mình vẽ hình mà nó nhỏ quá mình rất là khó để tô màu, cho nên cái chủ đề từng cái mình chia nhỏ ra thì mình sẽ vẽ trên giấy A4. Ví dụ các bạn có thể tách ba cái chủ đề, ba cái nhánh chính đó, ra thành ba cái trang, ba cái bài mind map. Ba bài mind map đó mỗi bài các bạn để trên giấy A4 ha, nghĩa là mình có chủ đề là rail transportation,
rồi water transportation, rồi air transportation, đúng không? Mình sẽ có 3 bài mind map. Còn bây giờ nếu mà mình muốn gom 3 cái chủ đề đó vào trong một cái chủ đề là transportation thì mình sẽ vẽ trên giấy A3 nha. Rồi vậy thì các bạn lấy giấy A3 giúp cô nào, mình sẽ vẽ luôn ha. Các bạn có giấy A3 không? Các bạn vẽ giấy A4 thì nó sẽ hơi nhỏ. Rồi các bạn vẽ giấy A4 ha, nhưng mà cô sẽ thực hành trên A3 nha, các bạn vẽ trên A4 nha. Hay sao? Rồi vậy các bạn lấy giấy A4 đi. Cô mà cô vẽ nhỏ quá cô không có vẽ được. Rồi vậy các bạn vẽ giấy A4 nha, các bạn lấy giấy A4 ra đi. Đâu rồi, cái hình tay cô đâu rồi? Rồi bây giờ cô muốn một bạn ghi giúp cô là từ khóa của cái chủ đề thứ nhất, là từ khóa của nhánh thứ nhất là round, gồm có máy ý và tên của từng nhánh nhỏ đó. Bạn nào biết giơ tay, dành sticker nào. Bạn nào biết round, chủ đề round hồi nãy là nói về các phương tiện nào? À cô mời Như Quỳnh nha. Như Quỳnh nói giúp cô bằng tiếng Anh nha. Dạ thưa cô, chủ đề crowd là bike, motorbike, van, bus, truck and train. Là con có 6 nhánh đúng không? Dạ 7 cô. Đâu có nói lại là bike đúng không? Motorbike. Motorbike, bike, car. Đúng rồi. Bus, van, truck, train. Đúng rồi, chính xác, mình có 7 ý ha các bạn ha. Rồi, nếu như vậy thì các bạn lấy giấy A4 ra đi. Cô vẽ trên giấy A3. Cô vẽ trên giấy A3 để cái hình nó to ra để các bạn dễ nhìn nha. Nếu mà cô mà còn vẽ nhỏ nữa là các bạn khó nhìn lắm. Cái hình tay cô đâu rồi? Đây. Ủa sao tối thua vậy? Rồi, các bạn nhìn thấy màn hình chưa? Bây giờ các bạn xác định cái điểm trung tâm trước nha. Ở đây khi mà cô thực hành nhiều á, cô sử dụng sẵn, cô làm sẵn cái khung như vậy nè, để cô có thể vừa vẽ trên giấy A4 và vẽ trên A3. Thì cô chỉ ướm lên thì cô sẽ thấy được cái phần bên dưới á. Thì mình sẽ đỡ mất thời gian khi mình xác định cái điểm giữa. Các bạn có thể làm giống như cô, hoặc là các bạn cắt một cái tờ giấy bìa, cho một cái giấy bìa các bạn vẽ cái kích thước của cái hình trung tâm của A4, các bạn nhớ là bao nhiêu không? Giấy A4, nếu mà vẽ trên giấy A4 thì kích thước của hình trung tâm là không được quá 4,5 cm ha các bạn. Còn cái hình A3 là khoảng 9,5 cm. Các bạn có thể lấy compa, các bạn vẽ một cái hình tròn ha, các bạn cắt ra. Nhưng mà khi mà các bạn cắt ra như vậy á, các bạn vẫn phải xác định cái điểm giữa. Cho nên là cô không có cắt, cô để lên trên nguyên một cái giấy bìa. Đây là cái giấy bìa A4 nè. Giấy bìa A4 thì cô vẽ đường chéo và xong cô vẽ cái hình ở giữa này là khoảng 4,5 cm. Còn cái góc này là cô để vẽ cái A3 ha. Thì cô chỉ cần ướm lên và cô vẽ theo đó. Mình đỡ mất cái thời gian khi mà mình xác định cái điểm giữa ha các bạn ha. Sao các bạn ha? Rất là dễ. Các bạn có thể thực hành theo cách của cô, hoặc các bạn có thể sáng tạo theo cách của các bạn ha. Mình vẽ trước giúp cô là một cái hình trung tâm ở giữa đi. Kích thước để mình có thể vẽ được cái hình trung tâm ở giữa đi. Rồi bây giờ nếu mà cái chủ đề của mình là transportation thì cô sẽ vẽ cái hình trung tâm ở giữa. Mình sẽ ghi một cái chữ, tại vì cái chữ tiếng Anh á, cái từ khóa nó ngắn lắm, nên là mình có thể ghi được cái chữ transportation ở đây. Và cô sẽ vẽ
một cái hình nó là cái tàu hay là máy bay hay là cái xe gì đó, các bạn có thể vẽ một cái hình đại diện ở trong đây ha. Ở đây cô sẽ vẽ một cái tàu. Lên xíu. Các bạn nhìn thấy rõ không? Tại vì cô sử dụng giấy A3, cô vẽ cho nó to cho các bạn dễ nhìn nha. Cái tàu này cô vẽ cái tàu chở hàng á, tàu thủy ha các bạn. Bữa nay là mình học cái chủ đề này là mình sẽ vẽ được rất là nhiều phương tiện luôn. Bữa nay chắc kịp vẽ thôi chứ không kịp tô màu đâu. Thì ở trong đây cô sẽ vẽ thêm một cái máy bay nữa, cái máy bay nhỏ nhỏ ở trên đây. Rồi mình có thể phối thêm cảnh ở đây là mình vẽ thêm nước hay là mây trời gì đó ha các bạn ha. Vẽ thêm một cái thuyền bé núi ở đây đi. Núi à. Để cho nó đỡ trống. Đây là bờ biển. Còn cá mập ở đây nữa. Bạn nào vẽ được cá heo mình vẽ cá heo đẹp hơn ha. Cô làm biến vẽ nên cô vẽ cá mập, vẽ cái vây thôi. Cái này nè. Nhìn vô là mình biết con cá mập. Rồi, còn ở dưới thì cô sẽ vẽ cái chủ đề ha. Và mình sẽ để một cái khoảng trống ở dưới đây mình ghi chủ đề.
cái tên tiêu đề các bạn có thể để nó ló ra ngoài một chút xíu, không sao hết ha. Bữa nay chắc là mình chỉ kịp phát họa thôi chứ mình chưa có kịp để mà tô màu ha. Mình sẽ, nên là cô sẽ vẽ bút chì rồi về nhà các bạn sẽ vẽ đè lên và các bạn tô màu nha. Cô đã vẽ xong cái hình chủ đề, các bạn đã vẽ xong hình chủ đề chưa? Bạn nào vẽ xong rồi thì gõ giúp cô số 1. Rồi, Giang Huy vẽ xong rồi hả con? Rồi, các bạn còn lại chưa vẽ xong, mình cứ việc vẽ ha. Bây giờ cô sẽ vẽ tiếp cái nhánh thứ nhất của mình, là hồi nãy là mình xác định là mình có 3 nhánh đúng không? Cả bài này là mình sẽ có 3 nhánh, mình sẽ chia ra. À, các bạn nếu mà được thì mình sẽ coi coi là cả nhánh thứ hai và nhánh thứ ba của mình là có bao nhiêu để mình phân bố ha. Cô sẽ phân ở đây cho nó đều ra, một cái bên đây, một cái đây và một cái ở dưới ha. Rồi, trên mặt đất có 7 nhánh đúng không? Mình sẽ ghi ra 7 nhánh nha. Khi mà mình vẽ mind map, các bạn lưu ý là để cho bài mind map của mình nó được tỏa ra thì các bạn hãy cho cái nhánh của mình nó bung ra, chứ mình đừng có vẽ về một hướng nằm ngang ha các bạn. Thứ nhất là bài. Nhánh thì cô có thể lên màu luôn, mình nhánh mình sẽ chọn ra 3 màu bút để vẽ cho 3 cái nhánh của mình ha các bạn. Các bạn chọn có thể là 2 màu nóng 1 màu lạnh, hay là 2 màu lạnh 1 màu nóng gì đó ha. Ở đây cô sẽ chọn 1 màu nóng 2 màu lạnh.
ground. Rồi, các bạn có biết vẽ hình chiếc xe đạp không nào? Xe đạp thì mình vẽ sao nào? Các bạn, tôi có hướng dẫn các bạn vẽ xe đạp nha. Dễ lắm. Các bạn vẽ giúp cô hai hình tròn. Được chưa? Các bạn coi cách vẽ xe đạp nha. Hai hình tròn. Viền ở trong một chút cái bánh xe các bạn. Các bạn chấm cho nó một cái điểm giữa. Một cái điểm giữa. Cô mà vẽ trên giấy A4 là các bạn khỏi nhìn luôn. Thấy không? Các bạn vẽ một cái hình tam giác ở giữa. Tam giác ngược nha. Rồi cái này là cái chỗ đạp thắng này. Mình sẽ nói nó lại. Từ cái điểm này các bạn vẽ lên đây nha, hai điểm này nói lại. Hai điểm này nói lại. Mình sẽ được đây cái tay lái nè, yên xe ha. Rồi cầm xe. Dễ không? Được không nào? Rồi mình xong một chiếc xe đạp nha. Bike. Rồi nhánh thứ hai là motorbike đúng không? Motorbike, bây giờ vẽ motorbike nha. Các bạn có học có vẽ 100 cái số rồi. Các bạn có biết số motorbike là số mấy không? Số 63 các bạn. 63 ha. Cô sẽ vẽ số 6 nè. Số 3 ha. Cho số 6 một hình tròn, cho số 3 một hình tròn. Vẽ cái hình cái người đang ngồi. Đây cái tay. Cái chân. Chỗ này mình vẽ cái người ngồi ngay đây, cái mông ngay đây. Rồi, một người đang ngồi mô tô ha. Rồi, nhánh tiếp theo. Car. Xe hơi dễ vẽ ha các bạn ha. Nice.
cô đi nét lên cho các bạn dễ thấy ha. Rồi, hình thứ 3. Tới car xong rồi tới van đúng không? Van. Các bạn nào giống cô vẽ phải vẽ bằng bút chì không? Tại cô muốn cưng cho cái bố cục của mình nó đẹp á, thì còn nếu mà mình mà vẽ nhanh á thì mình không cần vẽ bút chì á, các bạn vẽ có khi là nó hên xui, có khi nó canh nó không có ra đúng cái mục đích của mình phân á. Van. Xe, van là cái xe giống như xe hơi nhưng mà nó to hơn xe hơi, nhưng mà nhỏ hơn xe tải, to hơn xe hơi, có thể chở đồ á các bạn. Các bạn chỉ cần dễ giống cái xe hơi và dài ra chút xíu thôi. Rồi xong mình sẽ tới xe bus đúng không?
chỗ này cô hơi bị viết cái chỗ này rồi các bạn, do là hồi nãy là mình vẽ nó hơi cong lên á, cho nên là khi mình vẽ cô gấp á, cô không vẽ bằng bút chì là nó dễ bị, các bạn rút kinh nghiệm không sao hết, mình không cần vẽ thật là xuất sắc, các bạn nghĩ là mình vẽ xong một cái bài mà nó mình nhìn vô mình biết nó là cái gì là được rồi. Nào, tiếp theo là truck, xe tải. Tăng tốc lên nha. Còn truck và train nữa hả? Train. Nó bị nhiều ha. Giờ phải vẽ bằng bút chì chứ. Rồi bây giờ tới train. Ở đây các bạn lưu ý giúp cô là khi mà mình viết cái từ khóa các bạn, mà cái nhánh của mình nó bị đưa xuống như thế này á, cái nhánh giống như bây giờ mà cô vẽ cái nhánh của cô ở đây, thì khi mà cô ghi từ khóa mà nếu mà cô vẫn ghi bên né bên này á, thì cái từ khóa của mình nó bị rớt xuống nhánh và nó nằm dưới nhánh là không được, cho nên mình phải ghi ở trên nhánh nha các bạn ha. Ví dụ như chỗ này các bạn lưu ý nha, cái này mình không có vẽ quen là mình sẽ hay bị á. Bây giờ ví dụ như cái nhánh của mình nó như vậy, bây giờ ta hết chỗ rồi, bây giờ đâu có qua đây, quẹo qua đây nữa đâu ha, nên là cô sẽ ghi cái từ khóa của cô ở đây. Chứ mà nếu mà cô ghi từ khóa nằm ở bên đây á, là nó bị rớt dưới nhánh, từ khóa dưới nhánh là sai ha các bạn. Mình ghi ở đây nhưng mình vẫn có thể vẽ mình minh họa bên đây không sao hết, được không? Rồi bây giờ tàu lửa vẽ sao các bạn? Tàu lửa mình có thể vẽ tàu lửa nguyên một toa tàu, hoặc là các bạn chỉ cần vẽ cái đầu tàu thôi ha. Cô sẽ vẽ và tàu. Cho nó đi cong đi. Cho nó uống cong đi. Mình không có vẽ hết ha. Ra phía sau này còn nữa.
Mình vẽ xíu thôi, mình vẽ nhiều quá, mất thời gian quá. Cái đây thôi. Các bạn vẽ ra dáng thôi, không có cần phải phải hoàn hảo ha, các bạn đừng có sợ ha, mình cứ vẽ ha, cô cũng vẽ không có đẹp đâu, mình vẽ ra cái dáng mình nhìn vô là mình biết tàu hỏa là được rồi, nhìn vô mình không có biết nó là cái máy bay là hiểu rồi ha. Cô cho nó hơi 3D một chút xíu, 3D lên. Rồi, mình xong một nhánh thứ nhất là nhánh brown ha các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ vẽ tới đây thôi ha. Xong rồi đó, xong bài mind map rồi đó. Đáng lẽ hồi nãy mà vẽ một bài mind map chủ đề là round transportation là mình vẽ xong rồi á. Phần còn lại các bạn về nhà vẽ nha. Hello, hello, các bạn đã vẽ xong cái nhánh thứ nhất chưa nào? Bạn nào đã vẽ xong hết nhánh thứ nhất rồi, gọi giúp cô số 7. Tại vì có 7 hình nha. Có tới 7 hình lận. Nãy không phải cô để hình ngược đâu, cô phải quay lại như vậy để cô thấy cô vẽ theo đúng chiều á. Rồi, bạn nào đã vẽ xong nhánh thứ nhất, 7 hình xong rồi, gọi giúp cô số 7. Hoàng Long vẽ xong rồi, Ngọc An, Gia Huy, Ngọc Mai. Rồi, các bạn cho cô xem bài các bạn xem nào. Bạn nào vẽ xong, giơ hình lên. Giơ tay lên, bấm nút giơ tay màu vàng để cô nhìn thấy thì cô bấm hiện to lên cho các bạn nha. Đâu, bạn nào vẽ xong rồi, giơ lên màn hình cô coi. Rồi, cô thấy Hoàng Nguyễn Gia Mạnh, con đưa lại xem nào, con để lại gần gần cho cô xem nào. Gia Mạnh á, nãy con mới đưa lên á, cô chưa nhìn thấy. À, đâu, cho cô xem đó, nó nhỏ quá, con là để lại gần xem nào. Con ơi, giấy của con còn trống nhiều lắm á, sao con xong thu nhỏ nó vậy? Giấy của con còn rất là nhiều chỗ trống, mình vẽ hết trang giấy luôn nha. Được không? Mình đừng có tiết kiệm giấy à. Mình ở trong cái bài này của con á, con thấy là cô vẽ trên cái bài của cô là nó còn rất là ít chỗ trống, của con còn nhiều chỗ trống lắm, nên là mình phải cho nó to lên xíu, mọi thứ nó to lên chút nha, để mình dễ tô màu. Khi mình vẽ cái gì mà nó nhỏ quá, mình vẽ rất là cực mà mình tô màu cũng khó nữa ha. Được không? Hoàng Nguyễn Gia Mạnh. Rồi, cô cảm ơn Gia Mạnh nha. Rồi, còn bạn nào vẽ xong rồi giơ tay lên cho cô xem nào. Ngọc Mai đi cho cô xem với. Rồi, Ngọc Mai đưa cho cô xem nào. Lại gần gần chút xíu, con chưa tô màu không sao hết. Về nhà mình tô ha. Rồi, vẽ được 7 hình luôn. Rồi, nhưng mà cô thấy Ngọc Mai vẽ hình minh họa rất là tốt, nhưng mà Ngọc Mai chú ý giùm cô cái chỗ nhánh, cho cô xem lại cái nhánh của Ngọc Mai xem nào. Rồi, Ngọc Mai ơi, con lưu ý cái phần nhánh á, nó phải xuất phát từ nhánh chính nha, chứ nó không có xuất phát từ cái nhánh phụ. Như cô nè, các bạn nhìn lại nha. Các bạn nhìn lại nhánh của cô á, là nó sẽ xuất phát từ cái nhánh chính. Nó sẽ từ nhánh chính nó tỏa ra ha các bạn.
chứ không có được vẽ từ nhánh này vẽ xuống, vẽ xuống, vẽ xuống như vậy ha. Như Ngọc Mai vẽ nhánh như vậy là chưa có đúng cái phần nhánh ở phía dưới đó con. Những cái nhánh ở phía dưới là con chỉnh lại, con nối nó dài lên trên luôn ha. Nối nó dài lên trên giống như vậy. Còn bạn nào mà vẽ nhánh ở dưới như vậy là chưa có đạt ha. Rồi Ngọc Mai vẽ hình minh họa đẹp lắm con, về nhà tô màu sao ha. Cô coi vài bài của bạn nào nữa vẽ xong rồi thì giơ tay cho cô nha. Gia Huy xong chưa con? Đâu, cô coi xem Gia Huy nè. Gia Huy vẽ đẹp quá, nhưng mà sao con cũng thu nhỏ hình lại có bé xíu vậy? Giấy của con còn quá trời luôn. À, với lại con ghi nè, con cho nó dài ra nha, con đừng có sợ nó tốn giấy, tại vì giấy của mình tận dụng cho hết cái không gian á các bạn. Khi các bạn đi thi á, các bạn nếu mà vẽ mà không có lấp đầy trang giấy á, mình cũng bị trừ điểm nữa đó nha. Nên là mình hãy cố gắng, khi mình vẽ mình đã có cái ý tưởng trong đầu rồi là cái nhánh của mình nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ có tên nhánh chính rồi nhánh phụ và cái hình minh họa thôi, cho nên là mình không cần phải thu nó nhỏ quá, được không nào? Rồi bữa sau Gia Huy vẽ giúp cô là vẽ cho nó to lên, hình minh họa của con mà vẽ to lên, mà con tô màu cho mỗi cái chiếc xe một màu, hoặc là con cho nó lên những cái hoa văn tạo thành những cái hoa văn màu đậm màu lợt của chiếc xe á, thì nó sẽ rất là đẹp nha. Chứ còn nhỏ quá thì mình chỉ tô một khối thôi, chứ mình đâu có tô đậm lợt được đâu, đúng không? Rồi cô cảm ơn Gia Huy nha. Con bạn nào vẽ xong rồi? Rồi cô coi xem bài của Tiến Bảo nha. Đâu rồi, Tiến Bảo giơ lên cho cô xem nào. Cô con có cái hình ảo cô nhìn thấy khủng long không ạ? Quá chị khủng long luôn. Bạn Tiến Bảo là rất là mê khủng long đúng không? Và khủng long ở phía sau đẹp quá. Nhưng mà giờ cô muốn coi bài mai mép cơ. Con tắt cái hình ảo đi được không? Con biết tắt không? Con có biết tắt không? Vậy hả? Thì con vậy là con giơ lại mà để ở trước mặt con á. Trời, bó tay luôn, không thấy gì luôn. Thấy con tàn hình luôn. Rồi bữa sau con chụp hình gửi lên cho cô coi nha. Cô rất là muốn coi bài của Tiến Bảo nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ lớp mình ngày hôm nay là mình vẽ xong một cái chủ đề, xong một cái nhánh thôi. Các bạn về nhà các bạn vẽ những cái hình còn lại được không nào? Cô sẽ quay một cái video và cô gửi cho các bạn tham khảo bài của cô nha. Cô sẽ gửi cái bài vẽ hoàn chỉnh của cô vào đây cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Và việc của các bạn là các bạn vẽ lại theo cách của mình, được không nào? Các bạn có thể vẽ hình khác, hình của cô không nhất thiết phải giống nha. Các bạn đã biết cách tìm hình ảnh rồi đúng không? Một là mình coi trong cuốn sketchnote 1000 hình, trong đó cũng có rất là nhiều xe nha. Cô cũng coi trong đó, và một số hình là cô thích vẽ hình khác thì cô sẽ coi thêm ở trên trang trên internet nha. Cô sẽ vẽ và đăng vào trong group cho các bạn tham khảo, và các bạn hãy hoàn thiện cái bài này. Xong rồi tô màu lên. Rồi, xong các bạn đăng lên và chia sẻ, quay video ha. Tuần này nếu như mà bạn nào quay video mà nói tiếng Anh và có thể vẽ được cái bài mind map này xong ha, các bạn quay video nói tiếng Anh trình bày lại thì các bạn sẽ được 100 sticker luôn, gấp đôi mỗi lần, được không nào? Mình sắp kết thúc lớp rồi, còn có tuần này và một tuần sau nữa, cho nên là nếu như các bạn mà tận dụng cái cơ hội này thì các bạn chắc chắn là sẽ vượt qua những cái bạn mà hôm bữa giờ mình chưa có làm á. Có những bạn mà hôm bữa giờ làm bài nhiều quá còn mình chưa có làm, thì mình có thể tận dụng cơ hội này để mình gia tăng tăng tốc lên, được không nào? Được không? Các bạn có đồng ý không? Bạn nào đồng ý giơ tay vẫy vẫy nào. Rồi có nghĩa là mình vẽ xong bài này, xong mình quay video bằng tiếng Anh à. Mình nói ngắn gọn thôi, nói về cô sẽ gửi cái video vừa rồi cho các bạn xem lại nha. Cô sẽ đăng lên cái video vừa rồi để cho các bạn về các bạn xem lại và coi là cái cách người ta đọc cái từ ha. Ví dụ như các bạn chia sẻ nè. Hello everyone, my name's gì đó ha. Rồi today I will share with you about the transportation topic. First of all, we have rail transportation. There are one là gì, two là gì, three là gì ha. Các bạn nói đơn giản thôi, được không? Sau đó là mình tới
And now we move on to the water transportation. There are, rồi mình kể tên ba cái, những cái đó ra ha. Rồi, the last one is air transportation. There are. Okay. Được không nào? Các bạn làm được không? Giơ tay giúp cô nào. Cô rất là mong muốn là nhìn thấy bài vẽ mind map của các bạn bằng tiếng Anh và các bạn quay được video bằng tiếng Anh thì là các bạn sẽ là rất là tuyệt vời luôn. Các bạn chắc chắn là sẽ là những người xuất sắc nhất trong lớp mình luôn. À, hồi lúc trước á, cô chia sẻ với các bạn là lúc trước khi mà cô đi học cô rất là thích tiếng Anh và những cái môn tiếng Việt á, cô học không có giỏi đâu. Nhưng mà các bạn trong lớp học những cái môn khác rất là giỏi, còn cô thì cô chỉ học tàn tàn thôi. Cô học giỏi tiếng Anh thôi. Cho nên là khi mà cô thi á, cuối khóa mà cô giáo cho á, cô ở trên đại học chứ không phải ở dưới nha. Cho nên là cô gọi là giảng viên của cô á, đó là ai mà làm có cái quy định đó là các bạn là ai mà làm bài báo cáo á, gọi là hồi đó là mình đi làm thực tập á, cho nên là mình sẽ viết báo cáo và ai viết báo cáo bằng tiếng Anh và báo cáo đề tài bằng tiếng Anh luôn, có nghĩa là mình trình bày cái bài báo cáo của mình bằng tiếng Anh luôn, thì cái điểm hệ số nó nhân lên gấp mấy lần á các bạn. Thì cô chính là cô nhờ vào cái điểm hệ số mà trình bày bằng tiếng Anh với lại là cô viết báo cáo bằng tiếng Anh á, trong lớp mình không có, có 2-3 người làm thôi, cho nên là cô không có đối thủ nhiều, thế là cô được điểm rất là cao và cuối khóa là cô sẽ được lên thủ khoa luôn, là nhờ cái tiếng Anh đó các bạn. Các bạn cố gắng là sẽ học tiếng Anh nhiều vào nha. Tiếng Anh nó là một cái cơ hội để các bạn có thể bứt phá và mình có thể có rất là nhiều cái công việc đem lại cái thành công cho các bạn trong tương lai. Nên là các bạn hãy học tiếng Anh nha. Nếu mà hồi trước giờ mình không thích tiếng Anh, mình hãy thay đổi một chút xíu cái cách học tiếng Anh thì mình sẽ thấy nó rất là hay. Các bạn sử dụng những cái hình ảnh khi mình học tiếng Anh hoặc là những cái trò chơi tương tác á, thì mình sẽ thấy tiếng Anh nó rất là thú vị. Có nhiều từ vựng mà mình không có học được thì mình chỉ cần nhìn hình thôi. Các bạn có thể có thêm hình ảnh các bạn tham khảo để các bạn học ha. Rồi, cô rất là mong được nhìn thấy video bằng tiếng Anh của các bạn. Các bạn nào mà làm bài thu hoạch đợt này mà các bạn làm mà các bạn đăng lên thì các bạn sẽ được gấp đôi ha. Mình sẽ được 100 sticker và cô rất là mong là sẽ có thật là nhiều những cái phần quà, những cái hộp bút này để giúp cho các bạn có thể vẽ mind map đẹp hơn nha. Các bạn cố gắng là làm bài thu hoạch nha, được không nào? Bạn nào cam kết là sẽ làm bài thu hoạch tuần này, nhất định là tôi sẽ làm bài video bằng tiếng Anh và tôi vẽ cho xong, cô sẽ gửi cho các bạn bài tham khảo bài của cô nha, cái bài tóm tắt transportation này. Rồi cô cũng tóm tắt cái bài cả ba cái chủ đề của trong cái video mà các bạn xem á, cô vẽ xong rồi cô sẽ đăng lên cho các bạn ha. Rồi việc của các bạn là sẽ vẽ lại và các bạn tô màu và sẽ làm cái video ha. Mình sẽ quay một cái video mình gửi lên ha. Bạn nào là nghĩ là tôi sẽ làm thì bình luận giúp cô là tôi ha, bình luận giúp cô là chữ tôi. Con sẽ làm cái bài video bài thu hoạch kỳ này để con có thể là có cơ hội nhân đôi số điểm luôn. Bạn nào làm cô thấy rất là nhiều cái chữ tôi rồi các bạn cố gắng lên nha. Cô Hồng sẽ chờ các bạn và cô Hồng sẽ cho các bạn một tuần để mà mình có thể thực hành. Mình đã vẽ xong một nhánh rồi đúng không, bây giờ mình chỉ cần vẽ thêm hai nhánh còn lại thôi. Mình sẽ có tới một tuần để thực hành và các bạn chắc chắn là sẽ có rất là nhiều thời gian để quay video. Có khi mình nói một lần nó hơi vấp, không sao hết, các bạn nói đi nói lại. Các bạn nói xong là các bạn đã học xong được cái bài hôm nay, có nghĩa là các bạn đã thuộc hết những cái từ vựng nói về transportation rồi đúng không? Sau khi mà mình học mà mình quay được cái video là các bạn đã thuộc hết bao nhiêu từ? Các bạn thấy là ở đây là hình như là tới 20 mấy từ vựng lận á, 20 mấy từ vựng nói về các thiết bị giao, các cái phương tiện giao thông nữa. Rồi cái round thôi là đã có 7 rồi, cái kia cũng 7-8 gì nữa đó, là mỗi cái là tới tổng cộng là có 20 mấy cái tên phương tiện giao thông. Thế là xong là các bạn đã thuộc được 20 mấy từ vựng. Thấy dễ không? Thấy học tiếng Anh thú vị không? Các bạn sẽ học tiếng Anh theo cách vẽ mind map như vậy, các bạn sẽ rất là vui ha các bạn ha. Rồi cô rất là mong được gặp các bạn vào tuần sau và sẽ nhìn ngắm bài mind map của các bạn nha. Rồi bây giờ thì trước khi cô sẽ gửi cái hướng dẫn đăng bài, các bạn nhớ đăng bài đúng cú pháp giúp cô nha. Các bạn đăng bài đúng cú pháp là mình sẽ đăng trên trang Facebook cá nhân, sau đó là mình chia sẻ vào trong nhóm học tập là kích hoạt tài năng thiên phú theo cú pháp mà cô sẽ gửi, là trong đó phải có ghi họ tên,
phải ghi lớp, lớp nào ha, tại vì bây giờ đang có rất là nhiều lớp, các bạn ghi lớp rồi ghi tên giáo viên hướng dẫn, ghi tên cô nữa, rồi ghi cái hashtag ha. Hashtag thì mình sẽ thường là sẽ ghi cái ngày và cái tên đó ha, thì các thầy cô sẽ gửi hashtag vào cho các bạn. Rồi các bạn nào thấy có câu hỏi nào không? Nào, trước khi mình chào tạm biệt cô các bạn giao lưu, các bạn có câu hỏi nào muốn đặt câu hỏi thì các bạn giơ tay nha. Rồi cô mời Thiên Ngân. Có câu hỏi cô. Rồi Thiên Ngân có câu hỏi gì nào? Thiên Ngân có câu hỏi gì không con? À vậy hả? Thế con giơ tay con muốn giao lưu hay gì? Con muốn cho cô xem bài của con đúng không? Con vẽ xong chưa? Con vẽ xong cái nhánh thứ nhất chưa? Chưa. Rồi nhưng mà cô thấy là Thiên Ngân rất là siêng nộp bài, Thiên Ngân là nộp đều đặn nhất luôn á. Thì nào cô cũng thấy bài của Thiên Ngân hết á, Thiên Ngân thực hành rất là tốt nha, và cố gắng là quay video nha. Rồi cô mời một bạn có câu hỏi nào. Cô mời Như Quỳnh. Dạ cô, là mẹ em chưa có trong group kích hoạt tài năng Thiên Phú, làm sao đăng cô? À vậy thì mình đáng tham gia ha. Khi mà cô gửi cái link vào á, trong đó nó sẽ có cái link để tham gia group. Lúc nào gửi bài cũng có cái link để các bạn, một là các bạn đăng trên cái Facebook cá nhân và các bạn chia sẻ vào, các bạn bấm tham gia thì sẽ có các thầy cô phụ trách á, các bạn thầy sẽ duyệt các bạn vào trong group thì các bạn sẽ chia sẻ được nha. Rồi trong cái lúc nào cũng có link để các bạn có, các bạn cần mua cái cuốn sách kích hoạt thì trong đó cũng có link để các bạn đăng ký luôn, các bạn có đăng ký ở trong đó luôn ha. Dạ yeah. Rồi cô. Rồi ok, rồi cô mời một bạn nữa có câu hỏi. Bạn Ngọc Mai Cu Te. Rồi Ngọc Mai cần hỏi gì nào? Ôi cô, con không hiểu tiếng, con không biết nói tiếng Anh giờ làm sao cô? Thế thì bữa nay mình trình bày bằng tiếng Anh mà, mình đang vẽ quay máy bằng tiếng Anh mà, cho nên là đây sẽ là cái động lực để các bạn đọc. Các bạn đọc được hết những từ này đúng không? Không, con chưa học tới luôn, con còn chưa được ai dạy mấy từ này nữa. Thế thì cô nghĩ là bạn nào cũng có khả năng bắt chước hết đó, tiếng Anh chỉ cần bắt chước thôi nha. Các bạn nghe cái video đó, các bạn nghe kỹ cái cách người ta phát âm như này nè: motorbike, car, van, bus, truck, train. Đơn giản mà đúng không? Các bạn nghe thì các bạn bắt chước lại là được. Tiếng Anh chỉ cần là các bạn phát âm sao mà giống người ta là được rồi. Ha, là vậy, là vậy là ok rồi. Ha. Thì vẫn không hiểu anh có, tại vì con mặc dù có thích học tiếng Anh nhưng con không hiểu tiếng Anh. Vậy thì con hãy cố gắng nha. Tương lai mình sẽ cần, rất là cần tiếng Anh. Con hãy nói mẹ là cho con học tiếng Anh nhiều hơn. Dạ bữa con sẽ nói tiếng Anh cho bạn. Con coi cái gì chút xíu nhá. Con coi cho nó thuộc hết luôn chứ. À tiếng Anh thì con chỉ dành thời gian mỗi ngày con luyện một ít ha, mỗi ngày con học vài từ vựng và con nghe người ta, người bản xứ người ta đọc cái từ đó, mình nghe mình đọc tới đọc lui thôi. Hồi lúc trước cô. Ơi. Con hỏi nè cô, cái này con với mẹ con gãi hoài không hiểu tại sao luôn. Là cái tiếng Việt đó, nó thật, cái tiếng Việt người ta rap người mấy người ở nước Mỹ rap tiếng Anh vào đúng không cô? Đúng rồi. Mà mẹ con cứ bảo là cô ấy đọc xong cô ấy phải quay lại, cô ấy quay bằng tiếng Anh. Không, cái đó là người bản xứ người ta lồng tiếng đó con. Nên cô con học lần bằng tiếng Anh. Vậy con bảo mẹ không nghe, mẹ con ra mẹ bảo anh Hoàng cũng không hiểu cái gì. Tại vì người ta nhét miệng đâu có đúng đâu. Thì khi con nghe là cô đó, cô nhét miệng tiếng Việt nhưng mà cái cô lồng tiếng là lồng tiếng Anh ha. Các bạn đang được nghe tiếng Anh của người bản xứ, các bạn cố gắng là hãy học tiếng Anh, mình nghe những cái bài học mỗi ngày thì các bạn sẽ thấy là cái tiếng Anh của mình sẽ nhập tâm và các bạn sẽ phát âm rất là chuẩn ha. Các bạn học tiếng Anh phải học tiếng Việt đầu rồi. Nghe tiếng Việt, con nghe cái tiếng, con sẽ đầu tiên con nghe tiếng Việt trước, con sẽ nhớ cái, con sẽ biết cái tiếng người ta nói như thế nào, rồi sau đó con coi tiếng Anh, coi tiếng Anh không biết tại sao cái tiếng người ta nói khác gì. Ốm á. Rồi bây giờ thì con nghĩ là các bạn sẽ có thêm động lực để học tiếng Anh đúng không? Rồi đợt sau, kỳ sau các bạn nào mong muốn là vẽ mind map và học vẽ mind map tóm tắt bài học tiếng Anh giống như vậy nữa,
Các bạn nào mong muốn mà học giống bữa nay nữa thì các bạn ghi chữ muốn giúp cô nào. Hay là tuần sau mình sẽ vẽ một cái chủ đề bằng tiếng Việt nha. Bạn nào muốn thì cô, nhiều bạn muốn thì cô sẽ dạy thêm bằng tiếng Anh nha. Cho các bạn.